Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách cách khai quang tượng Phật để xe ô tô như thế nào là đúng. Nhiều người tin rằng phải mời một vị cao tăng đến khai quang cho tượng Phật hay phải mang tượng Phật lên chùa chú nguyện thì mới linh, mới phù hộ may mắn là hoàn toàn sai lầm. Thực tế không phải cao tăng khai quang cho tượng Phật mà nhờ vào tượng Phật để chúng ta được khai quang. Khai quang chính là nêu rõ ý nghĩa mà vị Phật hay Bồ Tát này biểu thị. Ví dụ như đặt tượng Phật Bà Quan Âm trong xe ô tô, đại biểu của Phật Bà Quan Âm là đại từ đại bi cứu độ tất thảy chúng sinh, thì chúng ta cần phải học theo loại bi nguyện đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Phật Bà. Tượng Phật nói chung và các món đồ phong thủy nói riêng muốn phát huy giá trị tính linh thì cần phải khai quang cho tượng. Để khai quang, gia chủ có thể mang lên chùa nhờ các sư thầy, sau đó chọn ngày tốt để thỉnh tượng lên xe. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.